Bonsai Phong Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một video về hai giò lan mà hôm nay em mới ship về. Thì đây là một cái cây lan kiều tím Yên Bái, một trong những dòng kiều tím đẹp nhất hiện nay. Lá mít các bác nhé, lá mít úp, một loại hàng phải nói là giá đắt nhất. Đây. Thì cây này em vừa bóc xong. Đây, lá mít úp và đang có những mầm hoa này các bác nhé, không biết phải mầm hoa không hay là mầm cây đây. Và dưới này là một cái giò hải yến, phong lan hải yến. Và giờ em sẽ tháo cái thùng này ra xem nó như nào, vào những cái chậu, cái giò lan như này và một số giá thể mà em đã chuẩn bị sẵn. Đây, có vỏ thông và than củi và đá trộn bê tông đó. Thì tí nữa em sẽ trồng cái cây lan này vào cái chậu lan kia. Kiều tím Yên Bái, lá mít úp, một dòng lan đắt nhất, hoa đẹp nhất. Đây là giò hải yến này, hải yến tím, hoa trắng tím rất đẹp. Đó. Đây là những cái cây giống thôi, thân vẫn còn non. Đấy, khi vận chuyển họ nịt bằng những dây rút đây, rút nhựa rất chắc chắn nhé, nó không bị xô lệch và làm hỏng cây lan được. Rồi, bây giờ em sẽ cắt ra. Đây, ở dưới có hoa các bác nhé, này. Có hoa này. Em sẽ treo cái giò lan này lên để tiếp tục trồng cái cây lan kiều tím này. Lan kiều tím ba thân rất đẹp các bác nhé. Đấy, lá mít úp, dòng lan mà anh em đang săn đón để mua rất nhiều đây. Và giờ em sẽ trồng cái cây lan này, lá mít úp ba thân.
Như vậy là em đã trồng xong cái buộc xong cái cây lan hải yến này vào chung một giò coi nhá. Đây có hai cây thì em đã ghép lại là một. Hoa rất thơm và rất đẹp các bác nhá. Đây. Màu xanh tím trắng. Rất thơm, một giò rất to luôn. Và giờ em sẽ buộc và treo lên. Đây, em cắt bỏ rất nhiều phần lá hỏng này và rễ để cho nó lên những cái rễ khác. Đấy. Thì khi mới mua về mình nên xử lý những cái phần này, lá hỏng, lá dập và lá thối vàng úa gì đấy. Và những cái rễ nó già mình cũng nên cắt đi để tạo cho cái cây nó có một cái sức sống mới, khỏe hơn khi mà mình mới mang về. Thì đặc biệt là các bác trồng lan nên lưu ý là tưới vừa phải các bác nhé. Nếu mà tưới đẫm quá thì cây lan cũng hay bị thối và chết. Đấy, em đã xong cái giò hải yến rồi. Và giờ em sẽ chuyển sang trồng cái cây tiêu tím. Ba thân. Rồi, không dài dòng lòng vòng, em sẽ trồng cái cây này. Thì trước tiên trồng cái cây kiều tím đấy các bác nhá. Các bác nên chuẩn bị một số những giá thể mà em vừa nói lúc trước rồi, gồm đá này, than củi và vỏ thông. Thì đặc biệt là cái than củi như này mình nên ngâm nước trong một khoảng thời gian dài, từ 1 đến 2 tiếng gì đấy, để cho nó hết cái độc tố ở trong này ra thì mình có thể trồng được và nó có thể tạo độ ẩm hơn khi mình trồng những cái cây phong lan. Và chuẩn bị một cái giò lan như này. Đó. Thì trước tiên em sẽ tháo cái phần gốc của cây lan đây và em sẽ cắt bỏ hết những cái rễ của cây lan. Đây, phần rễ của nó đây các bác nhé. Rễ đây. Thì chúng ta nên cắt bỏ hết những phần rễ thối, rễ hỏng đi. Sử dụng kéo. Cắt càng gần như hết các bác nhá, hết những cái phần rễ này đi. Cắt thật kỹ đi. Để cho nó ra rễ mới và cây nó khỏe hơn. Đây ở chỗ họ bọc một số cái giấy đây này. Giấy nên là nó hút nước, qua là mưa nó hút nước nên là nó phần này nó ướt, nếu mà để lâu là nó sẽ thối có nhá. Đấy, lưu ý chỗ này nên may mà em tháo kịp, không là thối phần này là hỏng luôn. Đó. Mình cắt sạch đi, cắt thật sạch đi, cắt sạch hết bao nhiêu. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trồng. Thân tơ rất là non luôn. Thân này thì nó sẽ ra những cái mầm hoặc những rễ non rất nhanh. Và giờ em sẽ cho giá thể vào trong cái chậu như này. Em sẽ cho đá trước vào các bác luôn. Cho đá vào trước để cảm giác nó làm mát cây hơn. Và nó sẽ làm nặng cái đế. Cái đế ở dưới này để cái lan nó không bị đung đưa. Và em sẽ nót một ít vỏ thông. Tạo độ ẩm cho cái cây lan mình trồng. Tiếp đó em sẽ cho xỉ than. Than củi có nhé, quên xỉ than. Mình sẽ cho than củi vào. Mình sẽ trồng nổi các bác nhé. Trồng nổi cái cây lan lên để nó không bị thối.
trồng sâu quá nó sẽ bị thối. Thì sau khi chuẩn bị giá thể xong thì em ở đây em có chuẩn bị một cái miếng mút mà họ bán ở các ngành vật tư trồng lan hay là cây cảnh các bác nhá. Vì cái miếng mút này nó sẽ giữ độ ẩm cho cái cây lan nó nhanh phát triển hơn, ra rễ và nó sẽ ăn vào những cái miếng mút như này. Và các anh em nào vào mạng trên Facebook họ cũng bán rất nhiều. Và những cái rêu, những cái rêu khô này đây, họ cũng bán để tạo độ ẩm cho lan. Thì ở đây em không sử dụng sơ dừa các bác nhé. Tại vì sơ dừa nó hay sinh ra những con côn trùng như bọ, dẹp hay là những con rán, nó sẽ ăn những cái rễ lan hoặc con bọ chiếu. Nên em sẽ không sử dụng sơ dừa hay là những cái miếng dừa chặt nhỏ để trồng. Hoặc nó sẽ tạo ra những cái sinh sôi, những cái con đuống dừa đấy, nó cũng ăn những rễ lan. Nên em không sử dụng dừa. Em sử dụng than củi và vỏ thông. Đấy. Đây, và giờ em sẽ buộc cái gốc lan vào cái miếng mút như này. Ở đây em có sử dụng những cái dây rút này, dây rút để nịt cho nó chặt. Dây rút nhựa. Các mua ở những cái cửa hàng đồ điện hay có. Giờ em sẽ buộc nó vào như này. Đấy, bao nhiêu đâu? Cố định nó vào này. Cho nó lên. Cây lan nó không bị xô lệch hay là gió đông đưa thì nó sẽ cây lan nó sẽ kém phát triển hơn. Các bác cắm sâu xuống và buộc cố định vào. Các bác nhá, các bác nên trồng cao lên, cao khoảng trên mặt chậu 2-3 cm đấy, để không bị thối những phần dễ ăn ra hoặc là những cái mầm mầm non nó khi mà nó nảy mầm ở đây đấy. Và mình phải cố định thật chặt đây, kể cả những cái tay để tránh bị gió thổi đung đưa và cây lan nó sẽ không cố định, nó dễ nó không bám chặt được. Đấy, em đã cố định xong. Rồi giờ em sẽ cho những cái phần giá thể thêm vào. Đây là thành quả của em. Đã có một cái chậu lan kiều tím Yên Bái, lá mít úp
này, như một lá mít các bác nhé, rất to, lá rất dày nhá. Đây, một chậu lan, một giò lan đã hoàn thiện, rất đẹp các bác nhé. Đấy. Và hy vọng sang năm em sẽ cho những cái bông hoa tím, thiều tím Yên Bái hay gọi là đen đồng. Đây, những cái bông hoa có khả năng hoa đấy các bác nhé, nụ hoa này. Đó. Và sẽ để cho những đứa con mới ở cái gốc này. Rất đẹp các bác nhé. Đấy, một giò lan kiều tím và một giò lan hải yến, hoa rất đẹp, hoa thơm các bác nhé, rất thơm. Như vậy là em đã trồng xong hai cái giò lan này rồi. Đấy. Các bác nên nhớ là trồng lổi nhé, trồng thật cao càng tốt để tránh bị ủ nước và bị thối gốc. Đấy, chúc các bác thành công. Lan, cộng lan. Và rồi video này em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Có gì thấy hay hãy like và đăng ký kênh cho em. Bình luận ở phía dưới để em làm những video hay hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều.